Chào mọi người, hôm nay nhà mình đi Home Depot nha. Từ xe con. Cái khúc ngoài này là bán hoa nè. Quá trời hoa luôn. Nhiều hoa đẹp. Mama, can I video the flowers? The same thing you asked me yesterday to do when I see a flower? Uh-huh. Đây là chỗ bán dâu nè. Chỗ đây có cái dâu, ở cái bông màu hồng ngộ chưa? Đây đây là cái trái của nó, cái trái của nó. Bông màu hồng này nữa. $12.98 một chậu. Để mình lựa được một chậu ngò. Nhà mình ăn ngò rất nhiều nên là mua ngò về trồng là đúng rồi. Trời ơi, cẩm tú cầu này đẹp quá trời luôn nè mọi người. Đây cũng cẩm tú cầu mà loại bông trắng trắng xanh xanh nè. Một chậu như là bao nhiêu? $99 một cây. Đó mọi người, $99 một cây. Cũng khá là cao luôn. Anh gì thế mẹ, anh gì ơi. Đẹp nhưng mà đẹp. Đúng đẹp. Bên này còn nhiều bông lắm nè. Sale quá trời luôn. Cái cây này cây gì anh gì hả? À cái này bằng lăng mọi người. Này bằng lăng màu hồng nè. Bao nhiêu? 49.98. 49.98. Chậu cũng bự. Mama. Nè. Nè, quá trời hoa đẹp đây nè. Hoa này là hoa một mùa nè, là trồng đi là phải trồng lại, năm nào cũng phải trồng lại hết. Còn mấy cái hoa này là trồng rồi nó quay trở lại. Giờ mình đi vô trong, tại vì hôm nay mình đi mua phân organic để về bón cho mấy cái cây dưa lưới của mình. Thank you.
our left. To our left. Tại vì thường mấy cái khác mình không bón đâu, tại vì dưa lưới là nó thuộc cái dạng mà nó phải cần nhiều, thật là nhiều chất dinh dưỡng á, cho nên mình muốn chắc ăn thì mình bón hờ nó chứ trong vườn thì mình cũng không xài rồi. Đây cái loại mà mình cần mua đây, organic miracle organic nè, ở đây nó bán mắc hơn trên Amazon một tí. OFA fruits and 7 cents. OFA fruits and 7 cents. Thank you. Đây, này. Loại này là loại hộp ở trong.